phản hồi tích cực hay tiêu cực gì thì mình cũng đón nhận, lấy đó làm động lực và lấy đó làm kim chỉ nam để mình có thể giúp cho cái sản phẩm của mình càng ngày càng hoàn thiện hơn và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Em muốn nhập hàng số lượng lớn nhưng mà vì hàng sản phẩm bên chị á size quá nhỏ, chỉ dưới 55kg thôi, nên chị có thể nào làm thêm những cái size số lớn hơn được không? Đây là cái câu hỏi mà mình nhận được khá là nhiều trong khoảng thời gian gần đây, tại vì cái tệp khách hàng của mình nó càng ngày càng mở rộng hơn và cái số lượng khách hàng mỗi ngày vào á nó càng nhiều hơn, nên là khách sẽ đưa ra những cái ý kiến đóng góp cũng như là những cái mà làm cho cái sản phẩm của mình nó có những cái bước tiến cải tiến hơn và nó tốt hơn và đa dạng hơn. Thì luôn luôn á mình rất là mong muốn nhận được những cái phản hồi tích cực từ khách, mà phản hồi tích cực hay tiêu cực gì thì mình cũng đón nhận, lấy đó làm động lực và lấy đó làm kim chỉ nam để mình có thể giúp cho cái sản phẩm của mình càng ngày càng hoàn thiện hơn và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Và đây cũng là một cái ý kiến mà mình cần phải ghi nhận và mình sẽ cố gắng để có thể hỗ trợ khách đa dạng về mặt hàng hơn, đa dạng về cái form dáng hơn. Nhưng để nói tại vì sao mà mặt hàng bên mình đa phần là chỉ dưới 55kg thôi, thí dụ như có 100 sản phẩm thì nó sẽ có tầm khoảng 80 sản phẩm là có form dưới 55kg, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có 20 sản phẩm khác nó có form oversize, form resize, form 75, form 60kg. Đó, nó đa dạng lắm chứ không hẳn là không có, nhưng mà nó chỉ là kiểu là chiếm một cái phần ít, nó không được nhiều. Đó, thì lý do vì sao mà mình chọn làm một cái form nó vừa vặn thôi, nó không được to. Thứ nhất là vì giờ hầu hết, thí dụ như 100% thì có khoảng là 60%, 70% các bạn nữ là có một cái số cân và một cái số đo ba vòng á, nó tương tương, nó trung bình thôi, nó đã rơi vào khoảng dưới 55kg là sẽ mặc vừa những sản phẩm đó sẽ ok. Đó, thì khi mà mình xác định như vậy á và mình đi theo cái hướng đi đó và mình làm ra những cái thông số đó, thứ nhất là để đánh trực tiếp vào cái đối tượng khách hàng mà mình mong muốn, thứ hai là cái đối tượng khách hàng mà mình lựa chọn, cái tiệm khách hàng mà mình đang hướng tới á, nó là một cái tiệm khách hàng nhiều, đa dạng và nó đang chiếm thị phần lớn. Đó, tức là nó chiếm thị phần rất cao. Những cái bạn mà cái tiệm khách hàng mà mình xác định á, nó sẽ có cái độ tuổi từ tuổi teen cho tới tuổi vị thành niên cho tới tuổi có thể là chững chạc hơn một xíu, nhưng mà đa phần các bạn đều sẽ mặc được những cái kiểu dáng ở bên mình, và đa phần là các bạn cũng sẽ có một cái kích thước nó tương tự như vậy thôi chứ nó không có chênh lệch nhiều. Thì đôi khi mình ghi là form 55kg nhưng mà thật sự có những bạn 60kg vẫn mặc vừa, tại vì có nhiều mẫu áo bên mình á, ngay cả bản thân mình hơn 60kg mình vẫn mặc vừa luôn đó. Tại vì thứ nhất là cái chất liệu nó co giãn tốt nè, thứ hai nữa là tùy cái mẫu mã, tùy cái thiết kế mà cái rập nó sẽ được chỉnh một chút xíu chứ nó không hoàn toàn là phải chính xác dưới 55kg đâu các bạn. Nên là ví dụ như là tùy mẫu mã mà các bạn có thể ước chừng. Nếu như bạn nào mà có cái số cân là 58-60kg nhưng mà bạn có thể cao 1m6, 1m65, 1m7 thì các bạn vẫn vừa nha. Đó, thì cái đó là mục tiêu mà mình hướng đến. Tại vì mình làm trong cái số cân đó và mình ghi, mình note lại như vậy á, là để cho khách hàng họ chắc chắn, để cho cái người mà nhập sĩ của mình á, họ bán ra thì họ biết cái cách tư vấn thôi. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn có nhiều cái mẫu mã thì những cái số ký lớn hơn vẫn ngon chang được bình thường. Đó, thì mình làm như vậy, mình xác định cái tiệm khách hàng rõ ràng và trong cái phạm vi như thế. Thứ nhất là để đánh trực tiếp vào đối tượng khách hàng mình mong muốn. Thứ hai nữa là như mình đã chia sẻ ở những video trước với các bạn đó, bán hàng càng ít size, càng ít cái size số á, càng ít cái kích cỡ á, thì nó sẽ đỡ về việc sản xuất một cái số lượng hàng hóa lớn. Ví dụ như bây giờ cùng một mẫu mã đó, nếu như bạn màu thôi nhưng mà bạn làm ra 3 size thì có thể cái lượng hàng hóa của bạn sẽ lên đến vài trăm cho tới 1000, nhưng khi bạn làm một form một size duy nhất thì nó sẽ lùi lại 3 phần. Đó, nó lùi lại 3 phần thì nó sẽ hạn chế bớt đi cái số lượng hàng mà mình phải sản xuất ra. Và hạn chế được cái số lượng hàng phải sản xuất ra thì mình sẽ hạn chế được cái gì? Hạn chế được rủi ro, hạn chế được cái việc là bị tồn hàng, bị chôn vốn. Đó, thì đó là nguyên nhân đầu tiên mà khiến cho mình lựa chọn là sản xuất đúng một cái form dáng, một cái size đó thôi, để có thể vừa đánh vào trực tiếp cái đối tượng khách hàng mình mong muốn và vừa hạn chế được những cái rủi ro phải xảy ra nữa. Đó, đó là nguyên nhân, thì mong các bạn cũng sẽ luôn thông cảm và ủng hộ Hà Phương. Nếu như trường hợp mà các bạn kinh doanh mà các bạn hướng theo hướng là phong to, hàng big size thế nào đó, thì các bạn cũng có thể đặt mẫu mã riêng và cũng có thể đặt may riêng nữa, thì bên mình sẽ nhận sản xuất cho các bạn. Ví dụ như cái mẫu mã của bên mình nhưng mà các bạn muốn cái size nó to hơn thì mình vẫn nhận làm cho bạn với một cái mức độ sản phẩm á, nó số lượng ít thôi. Ví dụ như bạn khi mà sản xuất một mẫu mã hết một cây vải độc quyền riêng của bạn thì đôi khi nó rơi vào khoảng 100 mấy 200 cái, nhưng mà khi mà cái sản phẩm mà mình đã
sẵn có sẵn rồi. Cái việc mà bạn chỉ muốn nâng cái form lên to hơn thôi á, thì mình sẽ sản xuất cho bạn từ giá là 50 cái, 100 cái, mà chục cái mình vẫn sản xuất cho bạn luôn. Nên là các bạn cứ mạnh dạn mình tìm đến. Tóm chung tuy cái sản phẩm của mình nó không đa dạng về size, nhưng mà về mẫu mã và chất lượng thì mình luôn đảm bảo mẫu mã đa dạng là chất lượng là ổn định nhất có thể trong cái tầm giá đó, và chắc chắn là sẽ không khiến khách hàng thất vọng đâu. Và bên cạnh đó thì mình có nhận may, nên là mình sẽ luôn luôn phục vụ tất tần tật mọi cái yêu cầu, mọi cái nhu cầu của khách hàng đặt ra. Tức là khi mà mình mở xưởng may thì mình cũng mang một cái tâm lý như vậy. Ngày trước á, mình may qua trung gian, mình cho nhận gia công thế này thế kia, là mình chưa có nghĩ tới vấn đề này nha. Nhưng vì mình nghĩ là sẽ có ngày hôm nay sẽ có những cái bình luận và sẽ có những cái ý kiến đưa ra rằng là tại sao chị không sản xuất cái mẫu này, tại sao chị không sản xuất cái form này, cái dáng này, cái size này, cái thông số này đó. Tất tần tật mọi thứ đó sẽ được giải quyết bằng việc là mở một cái xưởng may, mở một cái chuyền may gia công, và mình sẽ trực tiếp nhận những cái đơn hàng mà các bạn muốn chỉnh form, chỉnh dáng theo cái thông số của các bạn đó. Thì đây là một cái cách giải quyết của mình. Riêng với việc là hàng sẵn thì hiện tại mình chưa làm, chứ không phải là không làm được đâu. Mình làm vẫn được, nhưng mà tại vì nếu mà ra nhiều sai quá thì nó rất là dễ bị tồn động đó, như mình đã nói, rất là dễ bị tồn động, và mình cũng không có nhiều thời gian để xử lý những cái đơn hàng khác, những công việc khác. Nên là mong khách hàng sẽ thông cảm nha. Và mình sẽ cố gắng là thời gian sắp tới, nếu như được mình sẽ làm thêm những cái form nó to hơn dành cho những bạn có nhu cầu bán đồ big size, nhưng nhu cầu đồ form to đó. Đó thì mình sẽ làm hàng sẵn mà có cái size to hơn xíu. Còn bên cạnh đó thì các bạn muốn đặt thì bạn cứ việc inbox để được tư vấn và hướng dẫn ha. Nói chung là mình sẽ làm mọi cách để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng đưa ra, đáp ứng được đúng cái mong mỏi mà khách hàng đặt ra cho mình. Cảm ơn các bạn vì đã đóng góp ý kiến cho Sửng Mai Hà Phương, và các bạn luôn luôn theo dõi video, đóng góp ý kiến và chia sẻ của mình. Nếu như thấy những cái điều mình chia sẻ nó bổ ích thiết thực thì các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video nhiều hơn nữa nha, để mình có thêm động lực làm tiếp những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt.